Rồi bây giờ chúng ta học tiếp cho hết cái lệ. Đề nghị cận lâm sàng hả mấy chị? Cái cận lâm sàng thường quy mình gồm cái gì? Cái chữ thường quy có nghĩa là gì? Không mấy anh chị lại cứ đề nghị rồi chắc chắn nhiều anh chị đến khi đến lúc mà làm mình án cứ hay thắc mắc sao phải làm cái đó đó ha, mà rồi cũng không biết. Thường quy được định nghĩa là rẻ tiền, dễ làm, ít xâm lấn mà chẩn đoán được nhiều bệnh. Đó là thường quy ha, tức là rẻ tiền này, dễ làm này, làm mà ít xâm lấn này, và mình đã tầm soát được rất là nhiều bệnh, mình chẩn đoán được rất là nhiều bệnh. Vậy thì công thức máu là một cái rẻ tiền, dễ làm và cũng ít xâm lấn, chỉ có cái kim chọc lấy máu xíu thôi, có xâm lấn đấy mà rất là ít ha. Rồi một cái siêu âm bây giờ cũng rất là rẻ tiền ha, mình sẽ siêu âm bụng tổng quát thường là để chẩn đoán được những cái thứ nội tạng bên trong, có 100, 120 gì ra một lần siêu âm thôi. Thứ ba nữa là điện tim càng rẻ tiền hơn nữa, mấy chục ngàn à ha, thậm chí mấy này giờ nó đưa vào bảo hiểm hết rồi nữa, cho nên mình nên làm những cái đó. Công thức máu, siêu âm bụng tổng quát và điện tâm đồ, ECR là điện tâm đồ hả mấy chị, điện tâm đồ này là công thức máu. Còn những xét nghiệm chẩn đoán, những cái cần chẩn đoán, tức là nếu như chỉ bằng tầng này, còn cái nữa mấy anh chị, X quang tim phổi thẳng nữa mấy anh chị, thường quy này, trong cái thường quy mấy anh chị ghi cái gạch ngay nữa là X quang tim phổi thẳng, X quang tim phổi thẳng này. Đó là những cái thường quy mà chúng ta không đáng bao nhiêu tiền, làm nhanh có kết quả lẹ, không phải đợi chờ, mà chúng ta sẽ có những chẩn đoán. Và nếu như chỉ thường quy mà chúng ta đã chẩn đoán ra bệnh tùy vào những cái bệnh án, thì rõ ràng chúng ta cũng không cần chỉ những cái mắc tiền. Để chẩn đoán thì người ta có thể làm X quang cột sống thắt lưng, nhưng mà ở đây giống như để chẩn đoán rõ luôn, ta ghi MRI. Nhưng mà trên lâm sàng thật sự thì mình sẽ làm X quang cột sống thắt lưng phẩy MRI chẳng hạn, không? X quang cột sống thắt lưng biết là một cái X quang, nhưng nó không có nằm trong cái thường quy mấy chị. Thường quy là X quang tim phổi thẳng thôi. Trên lâm sàng thì nếu mình X quang mà mình đã chẩn đoán được rồi thì mình cũng không cần phải MRI, tốn tiền chứ không phải là cái gì. Nó không phải là thường quy, mà nó là đã chẩn đoán và nó rất là nhiều tiền. Thì nếu mà chẳng hạn như mình chụp X quang cái ca bệnh này mà nó ra gai rồi như vậy, nó rõ quá, và mình điều trị thì người ta giảm đi dần dần, mình điều trị theo cái hướng thoái hóa, vậy thì mình cũng không cần phải chụp sống MRI ha. Bây giờ mấy chị thấy này, cái kết quả cận lâm sàng X quang bệnh của bệnh viện Đại học Y Dược khoảng 2 tháng trước, kết quả thoái hóa cột sống thắt lưng ăn là NMH1 chèn ép rễ. Vậy cái kết quả cận lâm sàng này mấy chị nên đưa vào cái chỗ này mấy chị ha, tức là triệu chứng cơ năng, triệu chứng thực thể, cận lâm sàng đưa vào rồi mà tới tiền căn là mình đã có trước rồi ha mấy chị, chứ không phải là mình đề nghị. Mình có trước rồi thì mình đã đưa vào cận lâm sàng, còn khi mình đề nghị cái gì chưa làm. Vậy thì nếu mà kết quả cận lâm sàng 2 tháng trước với kết quả này là mình đủ để chẩn đoán rồi ha. Còn giả dụ mình đề nghị cận lâm sàng làm lại X quang hoặc là em ra cuộc sống, nghĩa là mình có phát hiện gì hơn không thôi. Còn dạ, với cái này mình anh chị sẽ đưa vào cái chỗ tóm tắt bệnh án ha. Người ta đã có kết quả 2 tháng trước rồi, có cái nào có là ghi ra trong cái phần tóm tắt bệnh án hết ha. Trong phần tóm tắt bệnh án, triệu chứng chủ quan, triệu chứng khách quan, xong rồi tới cận lâm sàng, tới tiền căn, cận lâm sàng đã có cái gì là đưa vô hết. Vậy cái này là bỏ lên trên nha mấy anh chị. Rồi này là mình đề nghị. Đề nghị ha. Dạ rồi. Thầy ơi, xin thầy cho mấy chị vô dùm lớp chứ thầy ơi. Dạ em cảm ơn thầy. Rồi. Rồi cuối cùng thì mình có cái chẩn đoán xác định đau thần kinh tọa hai bên. Do nha mấy chị chịu do thoái hóa cột sống thắt lưng chèn ép rễ là NMH1. Rồi mới gạch ngang một cái nữa, trên tăng huyết áp điều trị ổn. Mình đây ghi là tăng huyết áp đều điều trị ổn. Thì trong tiền căn cũng vậy, mình cũng ghi tăng huyết áp điều trị ổn. Vì sao mấy chị biết không? Nếu mà tăng huyết áp mà không có điều trị, người ta chưa điều trị hoặc điều trị không ổn, mà giờ mấy chị làm thầy thuốc mà không lẽ là mấy chị tôi điều trị bệnh này thôi, bệnh kia tôi bỏ hả? Cho nên mấy chị trong phần tiền căn
tiền căn đầu tiên á, trong phần khai thác bệnh sử là tiền căn mấy chị cũng ghi tăng huyết áp điều trị ổn, rồi đến đây mấy chị chẳng đoán cũng đỡ đó là tăng huyết áp điều trị ổn. Vậy cái nhiều người đặt câu hỏi là vậy tăng huyết áp nó điều trị ổn mình không quan tâm gì hết, vậy mình ghi vô đây làm chi? Sao ghi tất cả các bệnh của người ta đều mình ghi ra hết, chắc chắn trong quá trình mấy anh chị điều trị hoặc làm bất kỳ điều gì cũng sẽ ảnh hưởng những bệnh khác, hoặc giả không điều trị không làm gì nó cũng ảnh hưởng nhau, nó là được xếp vào bệnh nền, tôi đã nói rồi ha. Ví dụ như rối loạn mỡ máu, mấy anh chị đó thấy bình thường, nhưng mà mấy anh chị thấy người thoái hóa cột sống đồ á, có nên giảm cân không mấy anh chị? Đúng không? Cho nên mình lưu ý cái người này họ có những đó, cho nên trong điều trị mình phải để ý cái này cái kia. Cho nên có bệnh dù họ điều trị nó khác ổn mình vẫn ghi vô điều trị ổn. Còn chỗ này mình nên ghi là do ha mấy anh chị. Nếu mình không ghi là do thì người ta sẽ hiểu là có người họ hiểu trên một cái nền bệnh cũ vậy nè, thì chắc là cái này do cái này gây ra. Nhưng có người họ sẽ hiểu đây là hai cái bệnh mà nó lại không dính dáng tới nhau. À, thì không nên do. Rồi vậy thì đó, y học của hiện đại mấy anh chị chỉ đi đến chẩn đoán thôi, không điều trị ha, là coi như mấy anh chị hoàn tất cái phần y học hiện đại. Bây giờ mình tới phần y học cổ truyền, phần này thì mấy chị phải đi đến điều trị rồi luôn, đây là cái nghề chính của mình, cái phạm vi mà cấp chứng chỉ hành nghề của mình luôn. Thì y học cổ truyền mình sẽ bắt đầu mình khám bằng thứ nhất là tứ chẩn ha. Tứ chẩn thì tứ chẩn, ví dụ khám y học cổ truyền mấy anh chị ghi cái lớn đây là tứ chẩn, rồi mới vô một nhỏ là vọng chẩn, để cho người ta biết ở đây là những cái phương pháp khám bệnh của mình. Vậy thì phạm vọng chẩn mà làm gì? Nói cho tóm lại, vọng chẩn là mấy anh chị nhìn, và nhìn thì mấy anh chị đầu tiên là mấy anh chị phải nhìn thần và sắc, hai cái này là vòng hình và sắc. Thì thần và sắc là chủ yếu là mình dựa vào con mắt ha. Vậy thì bệnh nhân còn thần, còn thần thì mình phải thì mắt sáng tỉnh táo ha. Thứ nhất là thần sát là phải ghi, những cái này là bắt buộc không anh chị, giống như là tây y nó nhìn vậy đó, vô đầu tiên nó phải là tri giác, bệnh tĩnh tiếp xúc tốt cái đặt. Rồi thứ hai là bệnh nhân dáng vẻ hình dáng mập hay trung bình hay gầy, này thiếu không anh chị, mấy chị gạch đầu dòng thứ hai, hình dáng trung bình, thể trạng không anh chị, thể trạng trung bình, gầy hay là mập. Rồi thứ ba là mới tới dáng vẻ mấy chị ha, hay là hình thái á, thứ hai là hình thái trung bình, mà hình thái chứ không phải hình thể trạng á, hình thái. Thứ ba là dáng vẻ, dáng đi á, dáng đi thì đi dáng này, dáng thì đi thẳng này không gì ha, còn vẻ thì linh hoạt, có nghĩa là đi thẳng linh hoạt hay là lừ đừ chậm chạp ha, cái là vậy. Tức là đó, những thần sắc, hình thái và dáng vẻ là chúng ta phải ghi, buộc phải ghi ha. Rồi còn lại là mấy anh chị có thể vọng từ trên xuống dưới, cái gì vọng được thì vọng, đó là cái gì mà anh chị nhìn được là nhìn ha. Nói như thế có nghĩa là gì? Có những cái tế nhị như phụ nữ hoặc là nó cái này cái kia, cái những cái mà không nhìn được thì mình không có nhìn. Còn lại không chưa gì hết, chỗ nào có bất thường gì thì nhìn. Ở đây thì nè mấy anh chị này, mắt này ha, tai này, mũi này, miệng, thì để cái cách ghi là như vậy mấy anh chị ha, không méo không lệch, không chảy dịch bất thường, không niêm hồng gì đó, mình ghi niêm mạc mắt. Rồi tai thì không chảy dịch bất thường, không đỏ không sưng, mũi khô họng sạch gì đó thì mình phải ghi cho rõ ha. Đó, da không vàng không xuất huyết. Tóc đối với đông y thì tóc bạc, răng rụng đồ là rất là có giá trị ha. Trên cái mặt không là mấy anh chị là thấy vọng hết. Nhưng đặc biệt ở bệnh nhân mình vọng không, những cái thứ này mấy anh chị vọng từ trên xuống dưới không thiếu gì hết.
Nhưng má chị đừng quên hai cái vọng. Vọng thứ nhất đó là vọng lưỡi, ngoại trừ những cái khác hết chị phải vọng lưỡi. Thì lưỡi mình nó có hai cái, một là hình thái, mà anh chị sẽ ghi đúng rồi cái quy trình của nó, hình thái tức là lưỡi có to hay nhỏ, có bè có đồ gì hay không. Cứ gạch đồng thứ hai là cử động lưỡi, hình thái ra là cử động, tức là lưỡi có cử động linh hoạt hay không, hay là tê hay là liệt hay là ruột hay là gì đó mấy anh chị ha. Còn hình thái là có to hay không, có lệch hay không, có gì mà bên có nhỏ hay không, phải không? Rồi thứ ba là hai thứ mà bao giờ mình cũng bận, đó là chất lưỡi và rượu, chất lưỡi và rượu lưỡi. Còn đây người ta ghi này, có điểm ứ huyết rồi có dấu, không dấu ấn răng rồi, không thì ghi làm gì, có thì mới ghi ha. Là có điểm ứ huyết rồi là nó nằm trong phần hình thái hết ha mấy anh chị. Tức là hình thái lưỡi có to không, có rồi cái màu sắc chung của cái lưỡi nó như thế nào, nó có dấu răng, nó có ứ huyết, nó có gì đó là quan sát hình thái. Xong rồi phần thứ hai tới cử động lưỡi. À, hai cái này nó có vấn đề không, nó có hay không có vấn đề, nó cũng mang tới cho mình những trận đoán khác. Nhưng mà có hai cái cho dù nó bình thường, nó không có giá trị gì về trận đoán, mấy chị bao giờ cũng ghi, đó là chất lưỡi và đu lưỡi. Nhưng mà thông thường thì bao giờ nó cũng có giá trị. Ví dụ chất lưỡi, thì mình sẽ có là chắc hay là biểu. Chắc hay là biểu, chắc đã nói lên gì mấy chị? Dạ khí huyết của bệnh nhân còn tốt nữa rồi. Không, nó nói vậy. Chắc là thì là mấy anh chị học tứ chẩn bát cương rồi, sau khi có tứ chẩn thì đã quy nạp nó vào bát cương, vậy chắc nó thuộc cái cương nào? Bây giờ mấy anh chị muốn có bát cương thì mấy anh chị phải quy nạp nó từ tứ chẩn, không có đâu mà ra đó. Từ tứ chắc phải thật không vậy? Hả? Chắc phải thật không? Đúng rồi, bát cương lưỡi bị chắc thuộc thực mà bẹo thì hư, mình chỉ nói được vậy thôi ha. Còn đa số nè, lưỡi mà nó có dấu răng nhiều là nó thể hiện bệnh đang nặng mấy anh chị, bệnh nặng và hư chứng nhiều, có thể là gọi là hư lao đó. Còn lưỡi mà nó có điểm ứ huyết thì mình nói đến cái việc là người ta có tình trạng huyết ứ thế thôi. Nó còn đỡ, giờ tôi nói đồng ý, nó không khó mà nó cũng không dễ. Ví dụ hồi nãy mình khám tây y, mình có phần là nhìn sờ rõ nghe, nó không có nói gì cho nhìn thấy cái gì thì người ta sẽ có những cái nghĩ của người ta. Ví dụ cột sống lệch thì người ta ghi nhận là cột sống nó lệch, vậy thì ta thắc mắc vì sao cột sống này lệch, do chấn thương, do thoái hóa, do cái gì đó. Đồng ý mình là không phải làm giống như vậy mấy anh chị ha. Đồng ý mình tứ chẩn để mình gợp nó lại trở nên bát cương. Có rất là nhiều người làm tứ chẩn rồi không hiểu, giống như là làm ra đỡ đó vậy đó, chứ không có hiểu cái gì đó. Ví dụ bệnh nhân này, tôi ví dụ bệnh nhân này mà không còn thần, mắt không sáng thì sao? Thì mấy anh chị nói đây là gì mấy anh chị? Mấy anh chị nói qua bát cương là cái gì? Giờ bát cương anh chị nào nhắc lại. Hàng nhiệt hư thực, âm dương biểu lý. Thôi thì âm dương là tổng cương, cho nên nói là hàng nhiệt hư thực biểu lý. Đúng rồi thầy. Hả? Mắt không sáng là hư. Đúng rồi. Có nghĩa là khi chúng ta khai thác một cái gì trong phần vận chẩn của chúng ta, hoặc là trong tứ chẩn của chúng ta đó, thế là vọng văn bóng huyết, là nó đều có giá trị để tôi gom lại, tôi ra một cái chẩn đó. Vậy mấy chị thấy cái đông y nó đi từ tổng hợp, từ cái tứ chẩn tôi gom lại thành bát cương, cụ thể hơn là sáu cương, tại vì âm dương nó là tổng cương. Đỡ có được âm dương thì ba cái sáu cương lĩnh kia chúng ta nó có những cặp đối lập, chúng ta sẽ gom nhau được. Rồi được tám cương lĩnh đấy là chúng ta có một cái tình trạng chung của người bệnh này là hàn hay nhờ nhiệt, hư hay là thực, biểu hay là lý, và có khi nó tạp nữa mấy chị, nó lẫn lộn nhau. Thì tôi gọi là tôi đi từ tổng hợp. Bắt đầu khi xuống cái hàng cái nhiệt đó rõ rồi, tôi gạt tứ chẩn qua bên, giống như là tôi đã lượm hết, lặn hết trong tứ chẩn, tôi ra được hàng nhiệt hư thực. Chẳng hạn cuối cùng tôi có là lý hư nhiệt, đúng chưa? Xong bắt đầu lý hư nhiệt tôi tiếp tục dựa vào tứ chẩn, tứ chẩn bệnh sử nữa, bệnh sử đông y là tứ chẩn và vận chẩn. Tôi coi thử lý hư nhiệt là một tình trạng nội nhiệt ở bên trong, người bệnh này đang nhiệt, nhưng mà tôi đã coi là cái nào nhiệt. Tôi cũng dựa vào tứ chẩn luôn, tức là bây giờ thận nhiệt, can nhiệt, vị nhiệt hay là cái gì nhiệt.
Cho nên đây tính ra là những phần mà khai thác vọng văn bấm thiết của đông y là càng phải rất là kỹ càng so với tây y nữa. Bởi vì mấy anh chị có biết sao, đồ chơi tôi có nhiêu đây à, tôi không có cận lâm sàng đồ gì nữa đó, tôi không có khám bằng cách nhìn sờ gõ nghe đồ gì nữa, tôi đồ chơi tôi toàn bộ phòng khám nó chỉ có nhiêu đây đó. Thế bây giờ nếu một nhiêu đây mà đỡ tôi đưa nó ra nhiều cái mà tôi thu hẹp nó lại quá thì đương nhiên cái nó nhiêu đây tôi phải coi kỹ rồi. À đó chính là, chứ không nhiều người viết cái này nè, viết ra rồi hồi thấy mâu thuẫn lẫn nhau, à, viết ra rồi hồi thấy đỡ đó chứ không có dùng gì á, là chúng ta chưa biết cách học đông y ha. Học đông y là rất là khó, cho nên sẽ xảy ra tình trạng là thầy Hạnh từng nói ha, câu này thầy Hạnh của trường mình từng nói, cái gì chữa cũng được mà hỏi cái gì cũng không biết hết á, là câu thầy Hạnh gần nói đúng như vậy á mấy chị. À, sẽ có hai nhóm người không biết, là một là không có học gì hết, là làm theo cảm tính ở nhà làm vô đây lấy cái bàn giờ. Cái thứ hai là gì, có thể hiểu mà nói ra không được. Vậy thì chúng ta tập quen với cái nói này, à, vọng văn bấm thiết thì à, đây là ví dụ như bệnh nhân đi thẳng linh hoạt đã nói lên cái gì, linh hoạt đây nè, thì cũng nói lên cái việc là nếu như đứng về khía cạnh hàng nhiệt thì nó là nhiệt, cho nó không thở hàng, hàng thì người ta sẽ ô ức. Nếu mà đến giờ phương diện hư thực thì linh hoạt nó thực chứ nó không bao giờ hư đó. Vậy đó, còn những cái này mắt không méo không dây dịch bất thường là mình nói là nó không bệnh, chứ mà nếu mà nó bệnh thì nó đỏ, hoặc là dịch chạy, nếu nó có dịch bất thường thì mấy anh chị phải tha thác dịch nó là như thế nào, trong trắng trong lõn nhiều hay ít mà đặt vào bàn để mấy anh chị cũng tìm lên cho được hàng nhiệt. À, đó những cái dịch nè mấy anh chị ha. Rồi chưa kể là đó là mới các anh chị mới dừng đợi cái mức độ là mấy anh chị tóm lại bát cương. Nhưng mà một lát nữa mấy anh chị ra đến, giả dụ mấy anh chị nói được lý hư nhiệt rồi, giờ anh muốn biết cái tạng nào nhiệt, à mũi khô gì đó mấy anh chị, là như vậy thì liên quan tới chức năng mũi, chức năng của tạng phế. À lúc đó tôi nói là phế nhiệt, phế âm hư gì đó. Tứ chẩn này nó được dùng đỡ vạc và bát cương, và thậm chí còn đỡ chẩn đoán vị trí bị bệnh, tức là tạng nào, phủ nào, đường kinh nào, hay hoặc giả đó chính là phần nào tinh thần khí thiết tân dịch gì đó, chứ nó không cho chỉ đơn thuần chỉ là. Cho nên cái quan trọng tất cả những cái bóng chẩn, cái tứ chẩn của mình sẽ phải rất quan tâm hết mấy chị đó. Ví dụ da vàng, nếu nó da không vàng không xuất huyết, nhưng nếu nó vàng thì sao? À, thì không phải ở đây mấy chị, những cái này phải kêu, tôi sẽ kêu mấy anh chị coi kỹ đỡ mục đích. Rồi mấy anh chị ghi đi, mấy anh chị ghi thẳng luôn đi, mục đích phục vụ cho bát cương là cái thứ nhất. Cái thứ hai là vị trí tạng phủ chấm chấm bị bệnh. Đây những cái thứ tự này làm mấy anh chị làm ha. Nhưng mà tóc bạc nè, nếu mà tóc bạc thì nói lên điều gì mấy anh chị? Thận hư suy. Mình sẽ nói đến cái chức năng của thận. Thận gì chưa biết, thận âm, thận dương chưa biết, nhưng tôi nói đến thận. Tuy nhiên người này, phụ nữ này 83 tuổi thì mấy anh chị có nói được vậy không? Hả? Cái này là già yếu nên tóc bạc thầy. Yếu rồi, tóc nó bạc chứ không phải chưa hẳn là đã thận rồi. Rồi có nhiều người nói tôi thế này nè, à cái này nó không phải gì đó, tóc bạc này nó chỉ là thuyên quý suy. Mấy chị có nghe vậy? Chấp nhận vậy không? Dạ. Rồi một người chấp nhận, người nào nữa? Người này già 83 tuổi nói tóc bạc là thuyên quý suy, mấy chị chịu không? Chịu ạ, à, đúng rồi. Hả? Dạ có ạ. Đó. Rồi ai nữa? Có ai là có ý kiến trái ngược không? Dạ không thầy, em nghĩ. Dạ không thầy. Dạ thầy. Vậy thì người nào già 70-80 tuổi mà tóc họ bạc là họ có vấn đề gọi là thiên quý suy hết. Dạ không phải. Dạ không, chưa hẳn nữa thầy. Chưa hẳn thì sao? Có theo quy luật bình thường già tóc có bạc không? Dạ có chứ. À, vậy thì có gì đâu mà suy. Vậy thì có một điều hỏi mấy chị, mấy chị có biết thiên quý là gì không? Hả? Có ai biết thiên quý là gì không? Là cái tinh của thiên tiên thiên đó thầy. Rồi sao nữa?
rồi tinh tiên thiên rồi sao nữa? À cái này vậy là lỗi của mấy anh chị, nhiệm vụ của mấy anh chị. À tôi nói mấy anh chị là biết những gì mình biết và biết những gì mình biết, không biết thì hỏi. Có bao giờ mấy anh chị đã hỏi thầy cô chưa? Hai giờ đến khi trình bệnh án rồi gặp rắc rối mới hỏi phải không? Trong khi cái chữ này nó xuất hiện từ lúc mấy anh chị học y lý. Có bao giờ mấy anh chị hỏi thầy cô chưa? Và vì sao mấy anh chị không hỏi? Là vì mấy anh chị biết rồi theo một kiểu nào đó, hay là mấy anh chị nghĩ là thầy cô chắc cũng không biết, hoặc giả là mấy anh chị cũng cảm nhận thôi, không cần hỏi. Thầy ơi, tinh khí thiên quý có nghĩa là cái này là tinh tiên thiên và được nuôi dưỡng bởi tinh hậu thiên của mỗi con người ạ. Rồi sao nữa? Rồi sao mà già? Cái mà trời cho thầy thì và theo luật là nam 8 nữ 7 á, thì đến tuổi đó thì sẽ khi cơ thể già yếu thì thiên khí, cái tinh tiên thiên nó sẽ suy kiệt, và mình tinh hậu tiên là cho ăn uống vô ấy, thì mình chỉ gọi là bổ sung thêm, vì khi thiên khí suy thì tóc sẽ bạc và vậy. Có nghĩa là chị đồng ý là tóc bạc là do thiên quý suy? Dạ, với ý kiến em đồng ý ạ. Vậy mà anh chị có biết thiên quý bình thường đó là sao không? Dạ, thiên quý bình thường là gái 7, trai bộ số 8, gái bộ số 7 thầy. Ừ, rồi sao nữa? Tóc bạc ở độ mấy? Nếu đây là phụ nữ thì lái số 7 thì ở bao nhiêu tuổi? 77, 49 ạ. Không, 49 nó mãn kinh thôi. Tóc bạc bắt đầu bạc từ mấy tuổi? 7, 78, 79. Rồi bây giờ tôi yêu cầu mấy anh chị giờ đọc cái này. Mấy anh chị tìm ở đâu đó tôi không biết, mấy anh chị có thể search trên mạng coi chừng cũng có nữa. Mấy anh chị phải đọc thiên quý thì mấy anh chị mới biết cái mốc bao nhiêu tuổi thì người ta như thế nào. Như vậy thì mấy anh chị mới biết là như thế nào mới là bất thường. Chứ không có nói thiên quý si. Thiên quý, chữ thiên là trời ha, chữ quý người ta lấy trong 10 thập thiên can á mấy chị, là giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý, thì trong đó mình lấy về chưa có biến á, thì giáp ất thuộc mộc, bính đinh thuộc hỏa, mậu kỷ thuộc thổ, canh tân thuộc kim và nhâm quý thuộc thủy. Nhâm quý đều thuộc thủy, nhưng mà chữ nhâm là số dương, số 9, 10 trong thiên can mình chia ra số, chữ quý là số 10 là số âm. Có nghĩa là muốn nói lên cái phần âm thủy. Có nghĩa là muốn nói lên cái chất nước hay là cái tinh huyết đầu tiên mà khi thụ thai người ta có, đó chính là thiên quý. Không có liên quan tới tinh ba hậu thiên ha. Là đến khi mà mình nói là tinh của thận thì lúc này bây giờ mình mới nói được cái chuyện tinh tiên thiên, tinh hậu thiên. Còn thiên quý là chưa có nói đến chuyện thận, lúc tạng phủ chưa hình thành luôn ha. Chẳng qua là chỉ là được thận giữ thôi. Như vậy thiên quý là cái chất thủy đầu tiên mà chúng ta bẩm thụ được, người ta hay gọi nó là tinh tiên thiên, và thiên về âm tinh. Thì nó sẽ phát triển theo một quy luật, và đến lúc già yếu thì nó cạn dần, chứ không có nói nó suy. Nó cạn dần, cũng giống như y chang con người mình, càng già thì mọi thứ, có những người già rất là đẹp, không hề bệnh gì hết á. Như vậy chúng ta không có nói cái gì suy được ở họ đó, không có cái gì suy và hư đó. Vậy thì người này 83 tuổi mà mình nói thiên quý suy là chết đó mấy anh chị. Đó là nó thành ra cái chỗ là gì cũng không, bí quá rồi, không có lý do nào tóc họ bạc giải thích không được nữa cái nói thiên quý suy. Thì lẽ ra người đó 7749 là tắc kinh, là hết kinh, là theo một quy trình rất là bình thường của thiên quý. Nhưng mà người này bây giờ mới có 43 tuổi mà đã mãn kinh, thì mấy anh chị nói là thiên quý có vấn đề rồi đó, suy hay hư hay gì đó. Hoặc giả người này răng rụng ở cái tuổi nào trong thiên quý đó mấy anh chị về coi. Mà bây giờ mấy anh chị thấy người ta răng rụng răng sớm hơn, chưa kể là ở đây là răng rụng tự nhiên, răng rụng là phải tự nhiên nữa nha, mà mấy cái nữa mấy anh chị ha, thì mình mà nói được cái chuyện thiên quý. Nhưng mà người này 83 tuổi mà rắc bạc răng rụng là không có vấn đề gì về thiên quý hết á.
À, thí dụ mình ghi tóc bạc thì mình phải ghi tóc bạc từ khi nào, rồi răng rụng thì mình cũng phải ghi là răng rụng từ khi nào, bao nhiêu cái, để mình coi thử thiên quý họ có vấn đề không, chứ không phải vận chẩn của mình mọi thứ chỉ đỡ khơi khơi vậy không có dùng làm gì ha. Vậy thì tôi giới thiệu cho mấy anh chị, một là mấy anh chị đọc trong thiên linh lang bí điển luận, hai là mấy anh chị đọc trong thiên nuôi lừng luận thiên, nó cũng có trả lời cho mấy anh chị về vấn đề thiên quý, hình như là thiên thượng cổ thiên chân luận nữa của Tố Vấn. À, mấy anh chị đọc lại thiên quý là gì để mình biết, cho mình không có, mình không có cái tình trạng là biết những gì mình không biết và không biết những gì mình biết. Rồi phần lưỡi tôi nói rồi, còn một cái nữa là vọng bộ phận bị bệnh. À, rất là nhiều người vọng chẩn từ trên dưới mà quên hai cái chuyện này. Đầu tiên là vọng lưỡi, hai cái này nó có giá trị chẩn đoán nhiều. Thứ hai là vọng bộ phận bị bệnh, có nghĩa là mình làm lại cái chuyện nhìn của Tây Y vô, tức là mình nhìn cái cột sống họ bị bệnh đau thắt lưng á, và hai cái chân tôi có cái gì không, có nghĩa là đây, ở đây có ghi vùng thắt lưng da màu không thay đổi, không sưng đỏ, không u cục, không co cứng, cột sống không vẹo lệch rồi gì đó. Mấy anh chị ghi là có nào, tôi chỉ cần đọc một chữ vọng bộ phận bị bệnh là mấy anh chị biết rồi đó ha. Và người ta đau xuống hai cái chân nữa thì mình cũng vọng luôn hai cái chân, có teo cơ, có đồ gì không nữa, đó là gọi là vọng bộ phận bị bệnh rồi ha. Như vậy nói cho cùng, vọng là đừng quên vọng thần, vọng sắc, vọng hình thái, dáng vẻ, thần sắc hình thái dáng vẻ, rồi vọng từ trên xuống dưới không chừa gì hết, và tiếp tục hai cái nữa cũng không quên, đó là vọng lưỡi và vọng bộ phận bị bệnh rồi ha. Nhanh cho mình không kịp á nghe mấy anh chị. Rồi về văn chẳng, văn là nghe, chữ văn ở đây là nghe ha. Mình nghe đầu tiên là nghe tiếng nói ha, tiếng ho, tiếng ở, tiếng nấc. Văn nó gồm nghe và ngửi nữa em anh chị. Văn là nghe, ngửi, tiếng a, tiếng nói, tiếng ho, tiếng ở, tiếng nấc, và những cái chất tiết. Chất tiết thì đương nhiên mình nghe cái mùi ha, chẳng hạn. Đúng nghĩa thật ra thì chúng ta nghe nhiều thứ lắm mấy anh chị, thí dụ nghe tiếng hơi, tiếng ho, tiếng ấc, tiếng đánh, tiếng xì hơi nữa. Tuy nhiên thời buổi bây giờ mấy chị khám bệnh ai tới xì hơi họ còn nín, chứ họ không dám xì nữa ha. Còn nếu mà họ kể cho anh nghe, mình nghe là họ xì hơi suốt ngày hoài thì cái đó là kể, chứ không phải là nó sẽ nằm trong phần vấn chẩn, chứ nó không phải là mình nghe. À, rồi thậm chí mình ngửi là ngửi chất mùi chất tiết, và ngày xưa thậm chí là có những thầy thuốc mà người ta ngửi phân luôn anh chị ha. Nên cái chuyện đó là chuyện của ngày xưa, bây giờ mình văn minh lịch sự có nhiều cái việc mà chúng ta chẩn đoán được cái đó, chứ không nhất định phải đi ngửi. À, mấy anh chị cũng học trong các thở thấp nhiệt rồi mấy chị đó, là mùi phân là hôi hắc này kia kia nọ ha, nhưng mà bây giờ thì mình là cho mình nghe, mình không có nghe, mình không có ngửi, mình không quan trọng cái đó. À, chỉ cần mình xét nghiệm là mình biết là có chi sinh trùng gì này kia kia nọ như thế nào rồi ha, tức là mình có nhiều cái để chẩn đoán cái đó, đi cấy phân rồi nữa, hơn là mình làm cái việc như vậy. Rồi ha, đó thì những cái này nó đều nói lên giá trị nó, dụ tiếng nói to rõ là thực chứng. À, đương nhiên là phải cái việc là nó phải từ trước khi bệnh vào theo khi bệnh nha. Còn nếu như ngày xưa giờ thằng ta vẫn nói to rõ vậy, giờ không nói nó vậy là thật gì được đâu. Hoặc là xưa người ta giờ tánh người ta quen nói nhỏ rồi thì không được ha. À, rồi những cái ở hơi nắp cuộc này trên một cái bệnh chung tổng trạng của họ thì mình sẽ ghép vào các chức năng của tạng phủ để mình đánh giá nó là tạng nào, phủ nào, nó có hỗ trợ cho cái việc là vị trí tổn thương sau này. Thứ ba là vấn chẩn, đây là phần quan trọng nhất của đông y, cũng như là bệnh sử của Tây Y vậy đó. Tại vì mất thời gian cho những cái này nó rất là nhiều. Vấn chẩn thì luôn luôn chúng ta mở ngoặc một cái, mấy chị ghi mở ngoặc ha. Thông thường các bệnh án mở ngoặc người ta đều ghi thêm thế này này. Xem thêm phần bệnh sử và tiền căn. Mở ngoặc, mấy chị mở ngoặc rồi ghi là xin xem thêm phần bệnh sử và tiền căn. Mấy chị mở ngoặc ghi đi rồi tôi giải thích cho mấy chị.
xem phần bệnh sử và tiền căn. À, bệnh sử và tiền căn thì thế này, ý cái câu đó muốn nói thế này, bệnh sử của đông y nó cũng là một phần vấn chặn của tây y. Bệnh sử của tây y nó cũng là một phần vấn chặn của đông y, cho nên mình mới kêu xem thêm ở đó. Tức là ở đó tôi cũng hỏi rồi đó, có những thứ ở đó nó không có nói lên đông hay tây gì đó, nó phục vụ cho cả hai. Ví dụ tôi nói bệnh nhân đau thắt lưng lan xuống hai mông và đùi sau, đau tê đau gì gì đó, nghĩa là nó có giá trị đông y tây y, mà nó cũng có giá trị đông y. Ở đây tôi không thử ghi lại một lần nữa, à cho nên tôi nói là xem thêm. Rồi cái tiền căn cũng vậy, tiền căn thì đông y cũng chấp nhận là tiền căn anh có bệnh gì, có chấn thương có gì không, cũng là một phần tôi không thể ghi lại ở đây, nên là xem thêm ra cái phần đó. Chứ giờ đó là ngôn ngữ rất là đời thường, không có chứa từ chuyên môn tây y hay đông y gì cả. Bệnh sử là như vậy, vậy thì nó phục vụ cho cái việc cho của chúng ta là cả đông lẫn tây, cho nên tôi nghĩa là bệnh sử tôi nè, vấn chẩn tôi nè có bao gồm phần bệnh sử trong đó rồi đó. Ở đây đông y tôi sẽ bắn thêm những cái phần mà có thể là bộ phận bị bệnh mà có thể là không đối với tây y. À thì tôi, nhưng mà những cái phần này nó cho đông y tôi được những cái giá trị chẩn đoán là đưa vào bát cương và vị trí bị bệnh của đông y. À được chưa má chị? Rồi ha. Thì xem thêm, xin xem thêm phần bệnh sử và tiền căn. Rồi, mở ngoặc ở ghi thêm cái câu đó. Rồi bây giờ trong phần vấn chẩn của đông y, chúng ta sẽ đi theo một cái barem này, cộng thêm phần bệnh sử của đông y của tây y rồi ha. Mà anh chị, tôi ghi cho mấy anh chị ghi này ha, là bao gồm thập vấn của đông y. Thập vấn của đông y ha. Bao gồm nhất vấn hàng nhiệt, nhị vấn hãn. Nhất vấn hàng nhiệt, nhị vấn hãn, anh chị ghi đi. Nhất vấn hàng nhiệt, nhị vấn hãn. Có nghĩa là thứ nhất hỏi về hàng nhiệt, nóng lạnh á. Thứ hai hỏi về ra mồ hôi. Hãn á, chữ hãn là ra mồ hôi. Hãn không đen nè mấy anh chị ha, đây. Nhất vấn hàng nhiệt, nhị vấn hãn. Được chưa? Xong chưa? Được rồi. Tam vấn đầu thân, tứ vấn tiện. Tam vấn đầu thân, tứ vấn tiện. Là thứ ba là vấn hỏi về đầu thân của họ, toàn thân và đầu có đâu, có nhức, có gì không á. Tứ vấn tiện là đi cầu. Tiện là việc đi cầu ha. Ngũ vấn ẩm thực, lục hung phúc. Ngũ vấn ẩm thực, ẩm thực là ăn uống. Ngũ là năm á, là thứ năm là hỏi về ẩm thực. Ngũ vấn ẩm thực, lục hung phúc là thứ sáu là hỏi về ngực bụng. Phúc là cái bụng, hung là ngực sườn. Có nghĩa là hỏi về ăn uống, rồi ngực sườn có đầy tức gì không, rồi bụng dạ ở đâu, có đầy, có ăn uống không tiêu cái gì không á. Ngũ vấn ẩm thực, lục hung phúc. Xong chưa anh chị? Xong thầy ơi. Rồi thất lung bát khát, cứu cựu bệnh. Tức là thất lung, lung là lung bế, là cái chuyện đi tiểu á, có đi tiểu đêm, có đi tiểu nhiều rồi gì không ha. Thất lung bát khát, tức là thứ bảy là hỏi về đi tiểu. Bát khát có nghĩa là hỏi về tình trạng khát nước. Cứu cựu bệnh, cựu bệnh có nghĩa là bệnh cũ. À mà hỏi bà có, họ có bệnh cũ gì không, họ có biết hay không, phải không? Thầy ơi, đọc lại cái câu thập đi thầy. Thập đâu? Chưa tới thập mà. Thất đó thầy. Thất, thất lung, bát khát, cứu cựu bệnh. Lung nó L-U-R-N, lung bé. Rồi, thập vấn nhân. Thập vấn nhân, chị cứ ghi chữ đi rồi tôi nói. Thập vấn nhân. Thì thôi thì càng thời buổi nó càng để đủ thứ, thì chúng ta chấp nhận tất cả vẫn hay hơn. Nhân có nghĩa người ta nói là nguyên bệnh. Thì cái bệnh thứ bệnh
Ví dụ nó hồi xưa khi rắn cắn tôi bị còn đỡ, mình khám mình không biết ngày xưa đã bị rắn cắn đâu. Không vậy thì những cái nguyên nhân đưa đến hôm nay mà họ biết mà chắc gì biết, chứ không phải mình của mình nói tôi sẽ chẩn đoán ra nguyên nhân còn họ không biết ha. Có những nguyên nhân nữa thì là do tình trí, do thế này thứ kia họ phải khai ra mình biết. Rồi có những trường phái thì nói nhân đây là nó biết về người, có nghĩa là những cái di truyền hàng xóm họ hàng có ai bị bệnh đó nữa hay không, thì tốt nhất thì thôi mình chấp nhận cái chữ nhân này theo nhiều nghĩa. Mình cứ chấp nhận nó nhiều nghĩa là mình giải thác càng đủ càng tốt ha. Sau cái này là của Lý Đông Viên, nhưng sau một thời gian dài thì người ta cũng bổ sung nhiều điều. Tuy có bổ sung nhiều đi chăng nữa, bây giờ thập vấn của Lý Đông Viên nó vẫn nắm phần rất là chủ đạo. Có nghĩa là ngoại trừ cái bệnh họ tới với mình, họ đau thắt lưng đó, thì bây giờ mấy anh chị đỡ tìm ra ra được hàng hay nhiệt, hư hay thật hay gì, thì từ hồi nãy mình vận giờ mình vẫn phải vấn đầy đủ vậy, thì mấy anh chị mới tìm ra được hàng hay nhiệt, rồi vị trí nào tổn thương, rồi chưa kể cái nào trước cái nào sau. Ở trong này mấy anh chị sẽ thấy nè, không nóng giận hay lo nghĩ, người ta có ghi ở đây ha. Thì cái này là ở trong tiền căn gì mấy anh chị có ghi? Trong tiền căn mình có ba tiền căn: tiền căn bản thân, tiền căn gia đình và tiền căn xã hội. Trong tiền căn bản thân mình có thối vận quen, dị ứng. Như vậy trong cái gặp chồng thói quen là hay nóng giận hay bực mình chồng con rồi gì đó, là mấy anh chị phải ghi ra hết ha. Đó là cái tiền căn thói quen, tức là tình trí của Huy sẽ tiền căn thói quen. Còn tới đây mấy anh chị không cần phải ghi nữa. Mãn kinh cũng vậy, mãn kinh 48 tuổi mình đã ghi trong phần ba ra rồi ha, tức là trong tiền căn bản thân. Và hai cái này mình cũng không cần phải ghi nữa, nhưng mà mình phải, khi mình ghi ra nó có bất thường ở trong phần tiền căn là mình phải nhớ đông y hay tây y đều cũng sử dụng tiền căn hết. Rồi trong cái tập vấn này tôi lưu ý mấy anh chị một cái nữa, cũng không phải là có những cái nó đủ hết ha mấy anh chị, thì theo thời gian nó có những cái bổ sung. Ví dụ ở trong em anh chị có thấy là hỏi về ho không đó, thì những mấy cái máy thư đó mấy anh chị thấy trong đây có hỏi về cái việc ngủ không đó, thì mà những mấy cái anh chị cái đó có thể ghi thêm, mấy anh chị ghi thêm là ho hoặc hỏi về ho này, hỏi về ngủ .. rồi đó ha. Tuy nhiên có một điều này, mấy anh chị có thể góp lại được phần ngủ thì mấy anh chị có thể ghép nó vào gì tam vấn đầu thân thì bắt đầu ở về ngủ. Phần ho ở trong bệnh án mình đã xuất hiện ở cái phần văn văn chẳng nghe có tiếng, nghe tiếng ho, tiếng thở, tiếng nấc như vậy. Ở đây nó cũng không sao cả đó. Thì trong phần văn chẳng mấy anh chị sẽ có là nghe tiếng ho nè, tiếng nói, tiếng ho, tiếng ngờ, tiếng nói ha. Trong phần ngủ mấy anh chị lưu ý, trong việc tam vấn đầu thân mấy anh chị nhớ hỏi thêm ngủ nữa. Nhưng như vậy nó cũng phải là đủ, nó rất là nhiều, nó tùy vào cái bệnh nhân người ta đến mấy anh chị. Tuy nhiên cái sườn thập vấn này mấy anh chị phải nắm cho rõ nè. Còn nắm giận lo nghĩ hay mãn kinh đồ, đây là nó nằm trong phần tiền căn rồi ha, mấy anh chị lưu ý giùm. Rồi trong phần thập vấn này mấy anh chị lưu ý giùm tôi một cái mà rất là đặc trưng. Nếu mà ghi dài á, mấy anh chị lát ra gặp bệnh mà người ta hợp bệnh á, tức là hai ba tạng hư hoặc là hư lao, tức là nhiều chứng, mấy anh chị cũng chẳng đốn được gì đó. Nói cho mấy anh chị biết vậy. Ở trong này mấy anh chị lưu ý giùm tôi cái nào mà nó không có, tức là nó âm tính. Ví dụ nhất vấn hàng nhiệt thì họ không sợ nóng, không sợ lạnh, không gì hết, họ bình thường. Vậy thì mấy anh chị ghi dài bệnh nhân không sợ gió, không sợ lạnh, không sợ nóng, dù nha, đó là bình thường. Còn nè, nếu cái nào nó có, tức là bên này là họ không sợ gió, không sợ lạnh, nhưng mà họ cảm thấy lạnh hai bàn chân, tức là đây là gọi là dương tính, tức là có triệu chứng mà nó có, cái gì nó có thì mấy anh chị phải làm ơn ghi ra có từ khi nào. Ví dụ có cách đây 3 năm hay có cách đây 2 năm, buộc nha, nếu không mấy anh chị không có chẩn đoán được cái gì đâu. Ví dụ bệnh nhân không đạo hãn, tự hãn, mấy anh chị phải ghi gạch nữa này nè, bệnh nhân không đào hãn, tự hãn và 2, bệnh nhân không đào hãn phải tự hãn nữa chứ không phải. Vậy thì nếu mà bệnh nhân
không đạo hãn, không tự hãn thì không sao cả, không thì không cần ghi gì nữa đó. Nhưng nếu bệnh nhân có ra mồ hôi, ra mồ hôi trộm, tức là có tự có đạo hãn mấy anh chị, vậy thì mấy anh chị cũng phải ghi là có từ khi nào nha. Nhớ giùm tôi, thử cái gì không nè, không đau đầu, không mắt chóng mặt, không ù tai, không đau bụng, à không hồi hộp đánh đau ngực. Đây người ta cũng vấn vấn, cũng vừa vừa theo thấp vấn, mà có thể là người làm bệnh án này không thuộc cho nên nó cũng hơi lộn xộn, nhưng mà có đó, tương đối là có đầy đủ thập vấn. À không thì thôi, nhưng mà hệ có, chẳng hạn như có đau đầu, ho mát, chóng mặt thì có từ 1 năm, 1 tháng, 3 ngày trước hay gì, phải ghi ra hết. Để tôi nói, thí dụ mai mốt mấy anh chị chẳng đoán thế này nè, tôi giả dụ bệnh nhân này mấy anh chị chẳng đoán là tọa cốt phong hao thở rồi, mấy anh chị ghi thở cuối cùng là can thận âm hư, vậy thì người thầy thuốc sẽ muốn biết là can âm hư dẫn đến thận âm hư, hay thận âm hư dẫn đến can âm hư, hay là mấy anh chị ghi là tỳ thận dương hư hoặc là phế thận âm hư. Vậy thì tôi muốn biết cái nào trước, tôi chỉ dựa vào cái này nè. Ví dụ bệnh nhân cảm thấy đau thắt lưng là 2 năm rồi, đúng không? Rồi bắt đầu sau đó đau thắt lưng trước cũng trong thận âm hư thôi, nhưng mà đau thắt lưng trước sau đó xuất hiện, sau 1.5 năm thì xuất hiện tiểu đêm, rồi 1 năm nay bắt đầu đạo hãn thì vẫn là thận âm hư, nhưng mà cái nào xuất hiện trước, cái nào xuất hiện sau. À, nhưng mà bắt đầu trong vòng 2 tháng nay bắt đầu thường xuyên đau đầu, ho mắt, chóng mặt. À, cái bắt đầu tôi nghĩ là vậy thì có can hỏa vượng lên rồi, can dương xung lên rồi. Vậy thì tôi nói à, này là can thận âm hư, nhưng mà thận hư trước. Thận âm hư trước thì đương nhiên lát điều trị phải khác rồi. À, thận hư trước vì tôi lý do là đau đầu chóng mặt mới xuất hiện này thôi, do thận âm hư trước lâu ngày dẫn đến can âm hư, cho nên gần đây mới sinh ra bực dọc, khó chịu, người nóng nảy, mất ngủ, đau đầu, ho mắt, chóng mặt. Cho nên buộc những thứ như này nè, đi tiểu đồng dạy bất kể ha, bao nhiêu thì nó phải xúc. Nếu mấy anh chị đã ghi là dương tính, có, có nghĩa là có triệu chứng, thì mấy anh chị phải mở mặt giùm tôi là đã xuất hiện bao lâu, rồi mấy anh chị ghép lại là cái nào có trước, cái nào có sau. Rồi, giờ cơ bản mấy anh chị hiểu hết phần vấn chẳng chưa? Hiểu được chưa mấy anh chị? Được rồi. Được ha. Dạ. Rồi, vì giờ chúng ta giải lao một xíu, rồi chúng ta sẽ vô học phần còn lại. Và chúng ta, tôi sẽ tranh thủ thời gian đọc cho mấy anh chị một số câu hỏi để mấy anh chị về ông bà trước. Mấy chưa có học lại thôi. Rồi, mấy anh chị giải lao xíu ha. Thưa thầy, thầy tôi xuống phần vấn trận để chúng em đọc lại tí đã thầy ơi. Sao? À. Thầy cho màn hình xuống phần lên phần vấn trận cho tụi em xem lại tí đã. Dạ rồi ạ, cảm ơn thầy. Đây chỉ là một cái phần không có nói đúng nói sai gì nữa, đây là một cái cách người ta viết, tôi dựa vào nó để mà nói là cái nào đúng cái sai, cái nào bổ sung. Nói chung là hôm nay giống như mấy chị học cách làm một bệnh án. Dạ, chứ không phải là bình một bệnh án ha. Dạ em cảm ơn thầy. Rồi chúng ta tới phần thiết chẩn. Thiết chẩn mình hay nói là bắt mạch, chứ không phải là mình gồm những cái chẩn đoán. Chữ thiết chẩn nó giống như sờ vào vậy mấy anh chị, và trong đó có phần hơi đặc thù, đó là bắt mạch. Thì khi mình sờ vào, mình có những cái như là, đầu tiên là mình sờ này, cơ nhão này, lòng bàn tay bàn chân ấm hay là mát. À, rồi mới mình mới tới là kinh lạc chẩn, tức là mình ấn đâu các cái điểm nào mà theo kinh mạch của đông y. À, tức là ở đây mình ấn đâu các điểm giáp tích này, rồi mấy chị thấy các huyệt thừa phù, ân môn, ủy trung, thừa sơn là những cái huyệt trên kinh bàng quang. À, mình gọi là kinh lạc chẩn ha. Cái nữa là phúc chẩn, là mình sờ bụng người ta trong nội tạng lục phủ thì có gì không, có u, có cục, có những gì đặc biệt, rồi cuối cùng mình mới bắt mạch. À, mạch thì mấy anh chị ở phạm trù, mấy anh chị nói cho cùng thì những mạch khác mấy anh chị biết thêm thì được, nhưng mà mấy anh chị chỉ học 4 mạch thôi, đó là phù, trầm, trì, sát và hữu lực hay vô lực. Hữu lực hay vô lực là thường là nó không phải là hai cái mạch, tên của hai cái mạch này mấy anh chị, nó là hai cái phương diện mà đỡ chúng ta góp nó vào cái bát cương.
Tại sao người ta dạy cho mấy chị phù trầm trì sát? Vì thực ra mình có 28 bộ mặt, và trong đó thì một mặt phù hoặc một mặt trầm, mỗi một mặt nó biến ra 7 bộ mặt nữa, 6 bộ mặt nữa mà giống nó, nhưng mà chỉ khác biệt đi một xíu thôi. Thì người ta gọi là, thực ra phù trầm trì sát nó chứa hết 28 mặt. Đó là tổng của 28 mặt. Nên mấy chị nào học cái này rồi, ngay cả đại học người ta cũng dạy thêm có mấy mặt nữa mấy chị. Không phải dạy mà là những mặt thường gặp, ví dụ như mặt hoạt, ví dụ như mặt tế. Ví dụ mặt hoạt là sẽ nói lên tình trạng đàm thấp, mặt tế thì sẽ nói lên tình trạng là âm hư huyết hư. Đó, nó một thêm một vài mặt nữa thôi. Còn lại mặt hầu như tự học hết, ở cả đại học người ta cũng không dạy bao nhiêu. Do giữa một cái thời buổi Tây Y là nhiều nữa, người ta cũng không có dám lấy những điều này làm chắc chắn. Vậy thì thực ra ở trong tứ trận của mình, tiền ta đánh giá phần nhìn cũng cực kỳ quan trọng, vì nó cũng giống phần vọng á, giống phần nhìn của Tây Y. Nhưng mà phần vấn trận là quan trọng nhất. Vấn trận là quan trọng nhất, nó y chang cái bệnh sử Tây Y, chưa kể là nó bao hàm cái bệnh sử Tây Y luôn nữa. Trong cái bệnh sử Tây Y là một phần mà đông y nó chấp nhận, nó phải kêu là xem cái đó nữa. Còn lại người ta có một phần vấn trận rất là riêng. Vậy thì tôi nói ra là mạch phù là mình chỉ nói lên là tình trạng bệnh ở ngoài biểu. Phù là bệnh ở ngoài biểu. Cái này là tôi chỉ nhắc lại mấy chị thôi nha. Mấy chị học y lý rồi là cái này là được thầy cô dạy kỹ. Trầm là mạch ở trong lý, trì là mạch thuộc hàn, sát là mạch thuộc nhiệt. Thì trong này phù được thực hiện bằng cách là rờ vô thì thấy mạch liền. Người ta nói là phù thì nổi ở ngồi da, đúng không? Còn mạch trầm là chúng ta phải ấn xuống thì mới nghe thấy mạch, đưa vô liền chưa thấy mạch. Mạch trì, lẽ ra chỗ này là có lẽ Tây Y người ta đã chỉnh sửa rồi thì mình cũng chỉnh sửa, nhưng mà mình chưa có ai được có khả năng chỉnh sửa, hoặc là chưa có một cái hội đồng. Ví dụ ngày xưa mình, mạch của mình là mạch của một người là bình thường là trong khoảng 60 đến đến bây giờ là người ta đã nói 90 lần trên phút rồi. Ngày xưa mình định nghĩa từ 6 đến 80 vô lần trên phút thì bình thường. Bây giờ rất là nhiều người mạch nhanh 90 phút bình thường. Thậm chí có nhiều người đi khám bệnh mình 100 lần trên phút vẫn là nhịp nhanh son chứ chưa có vấn đề gì hết. Nhưng ngày xưa mình dựa vào thì mình nói là mạch trì là mạch từ 60 lần trở xuống, là tượng trong cho hàng, tức là mạch chậm. Mạch sát đó là mạch 80 lần trở lên thì gọi tượng trưng cho nhiệt. Như vậy trên phút á, như vậy mà bây giờ Tây Y người ta đã chỉnh con số đó lên tới 10 lần, 60 đến 90 lần trên, là trong khoảng 60 đến 90 là mạch bình thường. Mà trong khoảng 60 đến 80 của mình ngày xưa là mạch, mình gọi đó là mạch hoãn, tức là hòa hoãn. Vậy thì đáng lẽ giờ mình cũng chỉnh lại, nhưng không có thấy ai chỉnh tài liệu cả hội đồng nào chỉnh hết. Thì mình vẫn giữ y là mạch trì là mạch dưới 60 lần trên phút, mạch sát là mạch 80 là trên 80 lần trên phút. Bây giờ mà nói chuyện mà, nhưng mà mình ra lâm sàng mình đã hiểu, bây giờ mà mạch 80 lần trên 80 lần phút, chẳng hạn 85 lần phút mà mình nói nhịp thì mình làm mình án thì cứ làm vậy, chứ còn ra là thực tế lâm sàng không nhiệt gì đâu. Bây giờ có như mạch 90 là bình thường, mà trên 90 trong khoảng 90 100 là đầy dễ hả mấy chị. Thì này là giống như mình hiểu thêm rồi. Với cái phương diện mà chúng ta có được thông qua tứ chẩn và hỏi bệnh sử chung của đông lẫn tây, thì mình sẽ chẩn đoán y học cổ truyền. Người ta hay gọi tất cả những cái này là chẩn đoán hết đó mấy chị. Nhưng một chẩn đoán tối cao và chẩn đoán được chấp nhận nhất, đó là chẩn đoán bệnh danh. Nếu chúng ta không chẩn đoán được, vậy thì tôi mới nói cho mấy anh chị biết bệnh danh là gì. Thì mấy anh chị ghi giùm tôi ha. Bệnh danh thì có lẽ bữa tôi dạy bệnh học mấy anh chị cho ghi rồi đó, là được gọi là bệnh danh khi chúng ta tìm được nguyên nhân gây bệnh và vị trí tổn thương. Nguyên nhân gây bệnh và vị trí tổn thương. Hay nói cho cùng là dân gian mình có câu này, người dân mình: tôi đi khám thử tôi bị bệnh gì mà do cái gì nữa. Đó, vậy mới nói cái gì được gọi là bệnh khi mấy anh chị phải tìm ra vậy mới gọi là bệnh. Chứ mấy anh chị nè, chứng là cái người ta mang tới cho mình, chẳng qua là mình gọi tên nó thôi. Nếu mấy anh chị học người, vị trí tổn thương là mấy anh chị chỉ biết được cái vị trí thôi mà không biết được nguyên nhân. Bát cương này nó cho mấy anh chị về một cái là hàn hay nhiệt, hư hay thực, chứ cũng chưa cho được bệnh nhân. Thì mình gặp những cái gì này hết, nguyên nhân gây bệnh là cái gì, có đầy đủ những thứ này, chúng ta sẽ điều trị rất là tốt.
nếu mà chúng ta sẽ có được vị trí tổn thương mà chúng ta không có tìm được nguyên nhân gây bệnh, cái đó gọi chúng ta sẽ gọi là hội chứng. Ít nhất là chẩn đoán hội chứng, có nghĩa hội chứng là của nhiều chứng anh chị. Ít nhất chúng ta chẩn đoán được hội chứng, chứ nguyên nhân cũng không phải lúc nào anh chị cũng tìm ra được ha. Nhưng mà các cái bệnh nào mà anh chị tìm được nguyên nhân thì anh chị chắc chắn sẽ điều trị tốt hơn, và thậm chí là điều trị hết bệnh. Tôi ví dụ mình giờ mình có hội chứng tăng huyết áp, hội chứng đái tháo đường, đây là các hội chứng mà tôi ấy cũng gọi là hội chứng. Biết được hội chứng thì người ta chẳng đoán được hội chứng, được vị trí tổn thương, nhưng người ta chẳng biết nguyên nhân nó là cái gì. Tăng huyết áp nguyên khoát lắm anh chị, và đái tháo đường tiếp 2 thì mấy anh chị phải kiểm soát nó suốt cuộc đời, kiểm soát đường huyết suốt, ngày nào cũng uống tăng huyết áp cũng vậy. Vậy không điều trị tốt hơn được những cái bệnh khác mà mấy anh chị tìm được nguyên nhân là mấy anh chị ở chữa nguyên nhân là nó hết. Cũng thi thoảng chúng ta sẽ có những bệnh nhân chúng ta biết được nguyên nhân luôn mà chúng ta chữa cũng không có khỏi. Tuy nhiên biết được bệnh nguyên nhân thì chữa nó vẫn tốt hơn. Ví dụ như HIV, anh chị biết rõ nguyên nhân và vị trí tổn thương luôn, đừng gọi là bệnh luôn. Nhưng và rõ ràng khi đã biết được nguyên nhân hết rồi, năm này ta chưa ra thuốc thì tới năm sau ta ra thuốc, và cho đến bây giờ cũng này là ARV kiểm soát cực kỳ tốt về HIV. Điều trị đó là tốt, vẫn tốt hơn các bệnh bình thường. Bây giờ người ta nói là HIV thì nghe tới thì mấy chị sợ là do nó mang cái tính xã hội, rồi cái tính mà người ta kêu xa lánh cộng đồng, rồi thì mình nghĩ là giáo giờ dâm dục hay gì gì đâu đó, bệnh tình dục. Nhưng mà thật sự là giờ đái tháo đường rồi tăng huyết áp rồi còn mệt hơn cả HIV ha. Thì tôi tìm ra được nguyên nhân thì năm này chưa có thuốc, hay năm sau có thuốc. Khoa học càng ngày càng tiến bộ thì kiếm được có cái những cái mà người ta tìm không ra nguyên nhân, phải là mình phải buộc phải điều trị cái vị trí mà nó gây tổn thương, mà một cái nguyên nhân nó còn đó thì đương nhiên vị trí tổn thương nó sẽ gây hoài, và chúng ta phải kiểm soát suốt cuộc đời. Vậy thì bây giờ đỡ mình đi vào từng những cái như thế này ở trình độ mấy chị, có cả đại học, ở đại học y dược mình á, mà về y học cổ truyền thì nó cũng cũng chừng này công chuyện, sau đại học cũng chừng này công chuyện. Riêng y học cổ truyền thì tôi học, tôi thấy đại học y dược Huế cực kỳ hay. Trong phần người ta sau khi người ta khai thác tứ chẩn rồi hết luôn, mọi thứ cao bác cường, người ta cũng tóm tắt bệnh án theo y học cổ truyền, là người ta sẽ cũng tóm tắt y chang này: hội chứng kinh lạc, hội chứng tạng phủ, hội chứng trúng phong, hội chứng kinh mạch. Đó, những cái người ta gom nó lại hội chứng gì. Đó, thì ví dụ như cái bệnh mình này là bệnh hội chứng kinh mạch này. Bệnh nó đang trình sẽ là hội chứng kinh mạch. Đó, để mình nói kinh nào nó bị tổn thương thì mình sẽ không đi lạc đề. Hay là hội chứng khí huyết, người ta khai một lọt dễ mấy vị tứ chẩn bát cương thái gì hội chứng một hội chứng nhiệt, nhưng mà có tính chất huyết hư không chứ không tìm ra tạng phủ nào hết, thì người ta cũng lập cho mình những hội chứng. Rồi người ta chẳng đoán bát cương rồi người ta đi sâu rất là kỹ, chứ không như ở nếu ở đại học y dược mình học y học cổ truyền nó hơi không được sâu. Có lẽ người Trung và cái nôi của phong kiến người ta học về y học cổ truyền rất là sâu mấy chị. Mấy chị biết là trưởng khoa y học cổ truyền của đại học y dược Huế là ông nội của người này, là ông nội ông cố gì đó, là thái y triều Nguyễn mấy chị ha. Ta uyên thâm về nhiều thứ, dịch học, hán học, cho đến là những cái người ta nói chung là rất là uyên bác. Vậy thì bệnh nhân này mình sẽ chẩn đoán bao hàm những cái này. Đây là những cái mục 1, 2, 3, 4, 5. Đây là những mục bắt buộc mà chị phải ghi. Vậy thì mục thứ nhất là chứng. Chứng là người ta có chứng gì mà chị ghi ra chứng nó. Chứng chính là triệu chứng y học cổ truyền. Mà anh chị bắt buộc phải ghi đúng cái từ của triệu chứng y học cổ truyền. Vậy thì ở bệnh nhân này chứng tỏ cấu phân không đủ không mấy anh chị? Còn chứng gì nữa? Anh chị nào nói coi. Đúng rồi. Ít nhất là người này còn chứng yêu thấm tỏ cấu phân. Chứng người ta có hai chứng, mình phải kể ra hai chứng nhé. Người ta tới với mình với đau thắt lưng là yêu thấm, đầu lan xuống chân theo đường đi của dây thần kinh tọa, đó là tọa cấu phân. Rồi, đó là chứng, ta gọi tên nó là chứng. Bây giờ vị trí tổn thương là kinh cân bàng quang. Ở đây có chữ kinh cân bàng quang. Cái này thì tôi đã làm việc rất là nhiều. Và thật ra trong triết lý về kinh mạch đó mấy gì,
thì mấy anh chị không có học sâu, và ở phạm trù y học cổ truyền mà trung cấp cũng không học sâu, ở đại học thì học sâu hơn xíu. Là hệ thống kinh chúng ta có nhiều lắm, kinh tăng, kinh biệt, kinh thủy, kinh chính. Vậy thì để mình gọi là, khi tôi nói là bệnh lý kinh bàng quang là gọi là kinh chính đó. Khi nào tôi gọi là kinh chính? Tôi nói sơ qua thôi, một lát nữa quyết định đưa đến mấy anh chị một cái thôi nha. Thì tôi có nói với trường, với bác Hạnh rồi nhiều thứ, nhưng mà thôi thì nói quá cái này nó phức tạp, mấy anh chị không hiểu đâu rồi, ảnh hưởng đến thi cử rồi mấy anh chị nữa. Thực ra là đa số những cái đau kiểu này là kinh căn. Được chẩn đoán là kinh chính khi mình tìm được những thứ này nào anh chị. Bệnh lý kinh mạch mà tiền, một là nó đau dọc theo cái đường kinh đi, đường kinh mà mình học là kinh trong châm cứu á, để đau dọc theo lộ trình đường kinh là một. Cái thứ ba, cái thứ hai là có hội chứng tạng phủ kèm theo. Tức là nếu mà kinh bàng quang thì có cái chứng của phủ kèm theo là phủ bàng quang. Cái thứ ba là phải có hội chứng bản khí của cái kinh đó. Mà hội chứng bản khí thì ngay cả đại học cũng không được học. Những người nào chịu nghiên cứu sâu như tôi rồi thì còn biết, nhiều bạn không có biết. Hội chứng bản khí là mình nói là bàng quang nó thuộc thái dương, thì bản khí của thái dương là hàng thủy. Thái dương là hàng thủy, có thái dương tiểu trường và thái dương bàng quang. Có nghĩa là người ta sợ gió, sợ lạnh, hoặc là sau khi đi mưa, ta nhiễm mưa. Những cái hội chứng đó gọi là sốt, sợ gió, sợ lạnh, ta gọi đó là hội chứng thái dương hàng thủy. Hoặc giả là hội chứng dương minh thì mình phải nói là hội chứng dương minh táo kim. Có nghĩa là người ta có sốt cao, cầu bón, đổ mồ hôi đầy hết, ăn nhiều, khát nhiều, ví dụ vậy. Thì chúng ta sẽ gọi là hội chứng dương minh táo kim. Hay là chúng ta gọi là hội chứng thái âm thấp thổ, có nghĩa là tê nhức mỏi nặng nề, ho khạc đàm, đi cầu lỏng gì đó, sốt khó mắt, thì đó là chúng ta sẽ gọi. Thì mình có một là đau dọc theo lộ trình đường kinh, chẳng hạn mà nói thái âm thấp thổ thì phải đọc đau dọc theo lộ trình kinh phế hoặc kinh tỳ, nó là thái âm mà. Rồi thứ hai phải có hội chứng bản khí kèm theo như tôi mới nói. Thứ ba là phải có triệu chứng của tạng hoặc phủ đó. Và 2 trên 3 như vậy, có 2 cái dấu trên 3 thì chúng ta mới chẩn đoán là bệnh lý của kinh. Ví dụ ở đây tôi sẽ nói là kinh bàng quang, chứ tôi không có nói kinh căn. Còn nó chỉ đau dọc theo đường kinh thôi, không có 2 cái nào cái kia hết. Đây là bệnh lý thường gặp nhất. Ví dụ bình thường ra trong đêm ngủ dậy đau cổ gáy, hoặc giả là đi chơi tennis về bị, thì bệnh lý đó là bệnh lý của kinh căn. Đó là nói đúng nghĩa vào sự thật mấy anh chị ha. Nhưng mà nếu mà nói vậy thì mấy anh chị quá khó hiểu và nâng lên một trình độ nữa. Cho nên trường cũng thắng nhất là mấy anh chị ghi kinh bàng quang cũng được, không cần phải ghi kinh căn. Mấy anh chị ghi kinh căn thì tốt, nhưng mà khi mấy anh chị ghi kinh căn thì mấy anh chị phải hiểu, cho nếu không giáo viên hỏi. Bởi vì lúc chấm thi tốt nghiệp, chấm thi bằng án, nhưng mà anh chị không phải một mình tôi hay là bác Hạnh chấm đâu mà sẽ hiểu cái chuyện này. Rất là nhiều người chấm và cũng khó trách khi những người sinh viên bác sĩ họ học đại học cũng không có được dạy cái chuyện mà kinh chính nó gồm gì, và họ cũng không được dạy cái hội chứng, các hội chứng bản khí một cách sâu sắc. Cho nên thống nhất thì anh chị cứ ghi kinh bàng quang, ghi kinh chính á, ghi mấy gì ghi kinh. Thì nếu gặp tôi và bác Hạnh rồi chấm, tôi cũng không có hỏi kinh căn là gì đó, giống như tôi lơ đi chỗ đó, người nào họ biết họ cũng lơ đi. Còn mấy anh chị ghi kinh căn thì tự nhiên một số giáo viên ngồi họ vào họ chấm, nó nói kinh căn là cái gì chẳng hạn hay sao, là mấy anh chị là mất công. Nên thống nhất là mấy anh chị ghi vị trí tổn thương là mấy anh chị ghi kinh thôi, không có kinh căn gì hết ha, không ghi kinh căn kinh chính gì đó, mấy anh chị ghi chữ kinh. Vậy thì tôi lưu ý mấy anh chị ha, vị trí tổn thương ở đây là giai đoạn kinh tọa, và nãy mấy anh chị ghi cái gì thì mấy anh chị giải thích cái đó. Ví dụ mấy anh chị ghi tọa cốt phong, người ta hỏi tọa cốt phong đâu, là mấy anh chị nói đầu lan theo đường giai cần kinh tọa thì đồng ý gọi là tọa cốt phong. Mấy anh chị nói người ta ghi chữ yêu thống thì người ta hỏi mấy anh chị yêu thống là gì, yêu là thắt lưng, thống là đâu vậy, yêu thống là đau thắt lưng, và bệnh nhân này có đau thắt lưng lan xuống mông và chân, cho nên có 2 chứng này em kể ra. Vị trí tổn thương mấy anh chị ghi là kinh bàng quang, ta hỏi đau kinh bàng quang đó, thì đau lan theo đường kinh gia thần kinh tọa, nó có 2 giai, một đường đau theo kinh đớm, một đường đau theo kinh bàng quang. Nhưng đây đau theo mặt sau đùi, rồi mặt sau cẳng chân, rồi lan xuống phía ngón út chẳng hạn, thì đây là đi lộ trình của kinh bàng quang.
vào đối với đông y thì nãy em thiết chẳng có ấn đâu, ân môn thừa phò thừa sơn rồi ha. Ok, đó là vị trí. Là ở đây lưu ý cho một anh chị một vị trí nữa. Thế thì yêu thống của mình vị trí tổn thương là gì? À, có chắc là kinh bàng quang không, hay có tạng thận không, hay có mạch đốc không? À, nếu không thì đó cũng là kinh kinh bàng quang. Kinh bàng quang có đi nghe dọc qua thắt lưng ha, thận du, đại trường du, rồi đó là của nó hết. Thì đây là tôi gợi ý mà anh chị, bệnh nhân này 83 tuổi, đau lưng, tiểu đêm, à, những cái thứ như vậy mà anh chị nói là không thể nói là bệnh nhân này không có thận âm hư. Và thận âm hư là thận chủ cốt tủy, và bệnh nhân này có thối hóa cột sống nữa, thì anh chị cũng không thể nói là cốt tủy người ta không có vấn đề, thận chủ cốt. Như vậy tôi cho rằng là bệnh nhân này về vị trí thì khả năng là bệnh nhân này là vừa tạng thận và kinh bàng quang ha. Đó là tôi, đây là tôi bổ sung hai mấy anh chị góp cái bệnh nhân này lại. Đây mấy anh chị thấy mạch trầm, người ta đây cố gắng làm mạch trầm mà hữu lực, có nghĩa là thực chứng thì không có hư, làm bàn tay bàn chân mát thì không có ngũ tâm phiền nhiệt, có nghĩa là không có hội chứng âm hư. Thì đây là tôi gợi ý. Còn về lâm sàng cái người này, bệnh nhân này có bị cái người làm bệnh án này giấu hay không thì tôi không biết ha. Nhưng mà thông thường trong lâm sàng một bệnh như này mà nó không có thận âm hư mới là lạ. Đặc biệt mấy chị làm bệnh nhân lớn tuổi mà có thói hóa cuộc sống mà nói thận âm không có hư thì hơi nói chung là mấy chị, nếu mà mấy chị làm đúng như vậy này, mấy chị điều trị nó sẽ không bớt đâu. Đó là sự thật ha. Vậy thì tôi gợi ý ở đây vị trí tổn thương sẽ là có thận âm nữa. Đó là lời gợi ý của tôi. Đã mang không chị còn làm bệnh án này kia cho khác ha. Bát cương, lý do là người ta không tìm ra hàng ra nhiệt, ít nhất như vậy cũng là trung thành đó mấy chị. Có nghĩa là mạch trầm này hữu lực này, không có nói là mạch trầm thì trì hay là sát. Nếu không trì không sát thì phải ghi là hoãn ha. Tức là nằm đến giữa, nghĩa là ý của cái người làm bệnh án này nói là không phát hiện ra nóng hay lạnh, không có thấy cái gì là nhiệt hay là hàn, cho nên người ta lý hư thôi, không có nhiệt cái hàn gì hết. Nhưng như vậy là chưa có đủ ha mấy anh chị, à, chưa đủ. À, lưỡi nè mấy anh chị coi lại hết, lưỡi nếu nhiệt thì lưỡi có đỏ không? Đây, trong phần vọng của mấy anh chị, vọng lưỡi, lưỡi bè không giấu răng, à, lưỡi bè không giấu, lưỡi bè chủ yếu nói đến là hư chứng chất lưỡi hồng khô. Đây có nói được nhiệt không chị? Nhiệt có thể nhiệt à, đã nhiệt chị. Nếu như vậy thì rải rác lên đi, mình bỏ cái nhiệt ở đâu? Tức là cái người làm bệnh án này quá thật, nói nhiêu đây chưa đủ là nhiệt, hay là người ta muốn không có phức tạp người đi lấy cái lý hư? Theo tôi nghĩ là nếu lấy, tại vì sợ làng lấy lý hư nhiệt thì lại kèm do nội nhiệt, mà nội nhiệt thì, nhưng mà đã nếu mà kèm theo nội nhiệt và người này 83 tuổi kèm theo là tuổi là cao nè, đau lưng là đau vùng cột sống, phim có thoái hóa, thì giả dụ nó có thiếu một chút, mình vẽ ra lý hư nhiệt và vị trí tổn thương của mình là bao gồm tạng thận âm và kinh bàng quang thì quá tốt, tại sao không vẽ thì không biết ha. Rồi cử động linh hoạt, rồi có điểm ứ huyết, à, nếu có điểm ứ huyết thì người này sẽ có khí huyết ứ trệ ở kinh bàng quang, à, có lẽ là người này nhắm vào cái chuyện này để chặn đó cái thể cái bệnh danh. À, đỡ tôi tiếp tục coi người này làm như thế nào nữa ha. Rồi bát cương là lý hư, rồi nguyên nhân là bất nội ngoại nhân, thận âm hư ở đâu ra vậy, biết ở đâu, nãy giờ không thấy nói thận âm hư thì vị trí tổn thương mà có thận âm. À, còn bất nội ngoại nhân thận âm hư, ở đây tôi ở trường mình thì mình ghi dài thì được mấy chị ha. Thế một cái thận âm hư gọi là nội thương, à, thì mình vẫn xếp nó vào bất nội ngoại nhân. Ok, được. Nhưng có những trường phái người ta rất khó chịu. Vậy cái gì mới gây ra thận âm hư này? À, thế
mình có nguyên nhân gây bệnh của mình cũng có ba cái à, bất nội, ngoại nhân, nội nhân và ngoại nhân. Và người ta nói như vậy có nghĩa là người ta không có chịu nội thương là bất nội ngoại nhân. À, vậy cái gì gây ra cái nội thương đó thì cũng phải là bất nội ngoại nhân hay nội nhân hay ngoại nhân. Vậy thì câu hỏi của người ta sẽ là bất nội ngoại nhân bao gồm cái gì? À, ví dụ bao gồm trùng thú rắn rết cắn, bao gồm ăn chơi trác táng, bao gồm ẩm thực thất điều, bao gồm sinh sống gì đó bất thường, và có bao gồm nội thương không? Họ không chịu bao gồm nội thương. Thế là nội thương này phải tìm cho ra. À, ý của một trường phái đó là vậy. Nhưng trên thực tế mấy anh chị, chúng ta sẽ đối với Tây y bây giờ người ta cũng chấp nhận có rất là nhiều bệnh mà chúng ta không có tìm ra nguyên nhân, chúng ta chỉ tìm ra các yếu tố nguy cơ và chúng ta điều trị vị trí tổn thương. Và trên lâm sàng đông y cũng vậy, mấy anh chị sẽ gặp những người mà anh anh chị hỏi họ bây giờ như người này nè, mấy anh chị cũng không tìm ra được là gọi là thiên quý suy, rồi già 83 tuổi tới đó thận âm hư, có thở đó là mình gọi là người ta già thì người ta những cơ thể theo quy luật người ta cũng sẽ sinh ra những cái bệnh gì đó, có người thì sinh cái này, người sinh kia, họ lại sinh ra cái thận âm hư. Còn mấy anh chị thấy là cũng không đẻ nhiều, à cũng không ăn chơi các tán, không gây nóng, nói chung là mấy anh chị sẽ thấy không có bất nội ngoại nhân, không có nguyên nhân bên ngoài, không té, không chấn thương gì hết. Vậy thì rõ ràng chúng ta sẽ chẩn đoán hội chứng thận âm hư, và đương nhiên chẩn đoán hội chứng chúng ta được quyền điều trị. À, nãy tôi nói là mà không chẩn đoán được nguyên bệnh danh thì ít nhất phải chẩn đoán được hội chứng. À, bệnh này thì đây là cái cách mấy anh chị làm ha. Nguyên nhân gây bệnh thì người ta ghi bất nội ngoại nhân thận âm hư, ở mình, ở trường mình, ở trong Sài Gòn mình, ở Đại học Y Dược mình thì chấp nhận được ha. Đây là thận, bất nội ngoại nhân của mình chính là thận âm hư. Tức là về mặt ngoại nhân người ta không có bị các yếu tố ngoại cảm, người ta cũng không có bị tình trí. Đây mấy anh chị trở lại. À không. Vậy thì mấy anh chị ghi bất nội ngoại nhân, rồi cuối cùng bệnh danh của mình là gì? À, ở đây là người ta làm tới đây à, không nói gì nữa hết. Ô. Hình như có hai cái bệnh án, để tôi ghi lại cho mấy anh chị ha. Nếu như giả dụ đây bệnh danh của mình là bao gồm nguyên nhân gây bệnh và vị trí tổn thương, mà mình không có nguyên nhân gây bệnh, nguyên nhân gây bệnh của mình là mình nói đây là bất nội ngoại nhân vậy, thì mình chấp nhận về mình sẽ ghi là gì mấy anh chị? Tọa cốt phong ở kinh bàng quang trên thận âm hư. À, và người này cũng không ghi gì hết, người ta không ghi vị trí tổn thương là nguyên nhân gây bệnh, chỉ có thận âm hư thôi. Vậy thì cái kinh, cái nguyên nhân nào gây ra cái kinh bàng quang này mấy anh chị? Nếu như người ta lấy một cái này thôi, tức là tới đây toàn bộ phần này không có rõ ràng, mai mốt mấy anh chị làm mình án rõ ràng thì tới đó tôi sẽ mời chị. Nhưng mà nếu mà bệnh nhân này nè, lưỡi có điểm ứ huyết, bao giờ cũng muốn nói lên là có huyết ứ. Người này không nhiễm phong hàn, không gì không cả mấy anh chị không, không chấn thương mà bây giờ có huyết ứ. Đây, giả dụ mấy anh chị chẩn đoán khí huyết ý ứ trệ kinh cân bàng quang, hoặc là khí huyết ứ trệ kinh bàng quang trên thận âm hư, vậy thì mấy anh chị sẽ thấy được một điều đó, có nguyên nhân gây bệnh, có vị trí tổn thương. À, vị trí tổn thương là thận âm hư và kinh bàng quang, có nguyên nhân gây bệnh là khí huyết ứ trệ. Vậy thì mâu thuẫn với những cái khác, rồi khí huyết ứ trệ là thường là đau chói nắng, đau dữ dội, rồi chứ không đau âm ỉ như người này. Chứ nghĩa là người này làm bệnh án tới đây người ta không biết gì, ta làm đại gì đó. Đây, nếu như khai thác như thế này tới đây là mấy anh chị không có chẩn đoán được gì hết. Mấy anh chị không có chẩn đoán ra được cái bệnh danh. Vậy giờ tới đây tôi, ví dụ như giờ mấy anh chị hai đây thì tôi và mấy anh chị cùng hỏi là vậy nè. Đối với đông y không có chèn ép gì đây á, không có rễ chèn ép hay cột sống gì đó. Cái đâu mà lan xuống theo dây thần kinh tọa của mấy anh chị, ở đâu nó ra vậy? Mấy anh chị học bệnh thần kinh tọa rồi, mình có những thể lâm sàng sau đây. Một là phong hàn xâm nhập vào kinh bàng quang, hai là khí huyết ứ trợ kinh bàng quang hoặc kinh đớm, thứ ba là phong hàn thấp xâm nhập kinh bàng quang hoặc kinh đớm gì đó mà trên thận âm hư, can thận âm hư. Đó là trong bài học đâu thần kinh tọa của mấy anh chị đó. Tới bây giờ làm theo dài là rõ ràng không đọc bài học bệnh học đúng không? Tới bây giờ cái gì gây ra cái đâu
lan xuống hai chân vậy? Không nói được. Trong quá trình khai thác có cái điểm lưỡi ứ huyết, thì tôi có thể nói là cái huyết ứ trệ kinh bàng quang. Nhưng mà về mặt biểu hiện của tứ chẩn của những cái khai thác bệnh sử, không có thấy cái gì mà đâu theo cái kiểu là huyết ứ đó. Vậy không có chẩn đoán ra được. Đây là do cách mấy anh chị khai thác. Tôi quay lại một cái cũng cái khoa này mà cái bệnh án cho mấy anh chị coi ha. Đây như phần bấm chặn mấy anh chị sẽ thấy, tức là cái bệnh án này là đã được sửa lại, là khi trên bệnh án với cái bệnh án trước á đã được sửa lại đầy đủ. Đó mấy anh chị sẽ thấy ha, tức là khi bệnh án trên lớp tôi đã chỉnh và tôi hỏi kỹ người đó cũng như mọi thứ, thì mấy anh chị thấy những phần kia thì tương đối giống nhau. Cái phần này mấy anh chị đã ghi nè, có tóc bạc, móng hồng, những có răng rụng tự nhiên là có 8 cái ha, chứ không phải ít ha. Rồi ở đây cử động lưỡi nó ngọt rồi, quần đất lên rồi, tôi cho nó mấy ta sửa lại đây. Người ta sửa lại mấy anh chị thấy không? Đầu tiên người ta sửa cái chữ xem thêm phần bệnh sử của Tây Y. Rồi tiền căn nữa ha, bệnh sử và tiền căn nữa. Rồi những cái là bắt đầu bạc, tóc bắt đầu bạc là 7 năm trước nè. 5 năm trước thì răng rụng nè. 5 năm trước cũng phát hiện gai cột sống thắt lưng nè. Mà tiểu đêm thì khoảng 3-4 năm lần thôi, là 3 năm nay, rồi 4 năm lần, và 3 năm nay. Hết kinh năm 4-7 tuổi, chứ không phải con đám là trước lúc kinh nguyệt đều. Trước kia thì kinh nguyệt đều. Đó. Còn cái phần này là không sửa này ha. Tức là tôi nói là nếu mình ghi là hai lần bằng tay bằng chân nóng thì nóng từ bao lâu, thì đây người ta đã sửa lại theo hướng thận âm hư nè anh chị thấy không, thêm tiểu đêm nè, thêm gai cột sống đằng trước này, đỡ người ta hướng tới thận âm hư và đang rụng rồi đây ha. Đó, những dấu hiệu này là của thận âm hư. Rồi thận âm hư đã 5-7 năm về trước chứ không phải mới đây anh chị thấy không. Rồi lần bằng tay bằng chân nóng có đạo hãn, đó là đây là hội chứng âm hư nội nhiệt ha. Đó là người ta sửa lại tiểu đêm 4-5 lần ha. Đây là họng khô khát uống nước, đỡ nó nói là hội chứng âm hư nội nhiệt mấy chị ha. Tức là đây là người ta khi mà trình bệnh án đã được chỉnh sửa, ít nhất muốn nói lên được nguyên nhân gây trình, vị trí tổn thương và chẩn đoán bệnh danh thì phải khai thác cho kỹ, hoặc giả là phải sửa lại, chứ còn làm để hồi hộp nó sẽ không ra. Rồi phần này nó giống nhau. Rồi mấy chị chứng yêu thống tọa cốt phong ma mọc, tức là đâu có kèm tê á mấy chị thì chẩn đoán ma mọc ha. Nguyên nhân gây bệnh là ngoại nhân phong hàn thấp, thì tôi cũng không biết phong hàn thấp ở đây đâu ra nữa. Bệnh nhân có đi làm gì dưới trời mưa có gì không, có làm gì không, đâu ra phong hàn thấp. Nhưng mà bất nội ngoại nhân thì có thận âm hư, vị trí là kinh bàng quang, kinh thận, bát cương là biểu thực hàn trên lý hư nhiệt. Có không biết mấy vậy, biết bệnh nhân này có, để tôi coi bệnh nhân này có sửa lại bệnh sử không cái đã. À đây có sửa bệnh răng ha mấy vậy. 2 tháng trước sau khi đi làm về dưới trời mưa, bệnh nhân ở đâu thắt lưng lan nhiều. À, có nghĩa là do đi dưới trời mưa sẽ có phạm phải rồi kèm theo tê, kèm theo mỏi gì đó nữa thì mới có và phong hàn và thấp. Khi mấy anh chị nói là phong hàn thấp thì phải nói là chỉ cho rõ yếu tố phong đâu, hàn đâu, thấp đâu ha. Thì đó, vậy thì bệnh nhân này được sửa lại là nguyên nhân có do 2 tháng trước đi dưới trời mưa, phải nhiễm phải phong hàn và kèm theo tê mỏi rồi gì đó nữa, là bệnh ở phần dưới nữa, mình mới nói là phong là hàn thấp, phong là di chuyển, hàn là đi dưới trời mưa lạnh, rồi trời lạnh đau tăng chẳng hạn vậy không, thì là nhiễm phong hàn thấp. Mà trên cái nền có sẵn đó là thận âm hư. Thận âm hư thì do quá trình khai thác tứ chẩn nó ra đó mấy anh chị, tóc bạc, răng rụng, cầu táo, đào hãn rồi đó ha, lòng bàn tay bàn chân nóng, nhiêu đó là đủ đó hội chứng đó thận âm hư rồi. Đau lưng tiểu đêm nữa quá trời luôn ha anh chị, nghĩa là mấy anh chị vô lực sửa lại nè. Đây sửa lại mặt trầm vô lực, tức là đây là một người đã sửa lại cái bệnh án này. Và tôi không nói về mặt chuyên môn sửa như vậy là đạt đến độ nào, có thật tế trên lâm sàng hay điều trị ra sao, mà tôi chỉ muốn nói mà anh chị muốn nói mà chứng gì, nguyên nhân gì thì mấy anh chị phải ra cầm cái tứ chẩn đồ bệnh sử rồi mấy anh chị ra giải thích. Ví dụ mấy anh chị nói ngoại nhân phong hàn thấp thì cô hỏi là đâu phong hàn thấp đâu, thì mấy anh chị phải nói ra. Rồi mấy anh chị mới bắt đầu ngoại nhân là thận âm hư, thầy cô hỏi đâu thận âm hư đâu ra trong tứ chẩn của mấy bệnh sử của mấy anh chị, tôi không thấy. À, nó dạ có này cô, đây đài đài ha, em sẽ đưa ra thận.
mình phải giải thích từng từ nha mấy chị. Mai mốt mấy chị trình bản án 3 lần tôi sẽ cho mấy chị thấm nhuần cái này. Nói thận âm hư thì thận đâu, mà tách ra thận và âm hư. Thận là đau lưng nè, tôi nói thận là vì tôi nói gì, thận chủ quần đắc lưng. Tiểu đêm nè, tôi nói tiểu đêm mà thuộc thận là tôi nói tại vì thận chủ thủy, thận chủ tiền âm hậu âm, chủ tiêu tiểu, đúng không? À, tôi nói là thậm chí với bao nhiêu đó là đủ rồi đó. Nhưng tôi nói là tóc bạc nè, tôi nói răng rụng nè, tôi nói thận chủ cốt tủy, thận là tinh, tóc là phần thừa của huyết mà thuộc về tinh làm chủ, cho nên là thận tinh. Còn bây giờ nói âm đâu, đó là thận và âm hư đâu. Âm hư, dạ âm hư sinh nội nhiệt, em thấy ngũ tâm phiền nhiệt nè, hư chứng em thấy ngũ tâm phiền nhiệt nè, cầu bón nè, em thấy đạo hãn nè, đó là nhiệt, cho nên âm hư sinh nội nhiệt. Hư là em thấy là mạch thì vô lực nè, lưỡi là bịu nè, tức là người này đã sửa cho nó hợp lý hết. Vậy thì giờ đến đây thì mấy anh chị còn chấp nhận được vị trí tổn thương, quản nguyên nhân gây bệnh là này. Và vị trí tổn thương của mình là kinh bàng quang thận. Đúng rồi, kinh bàng quang đâu? Dạ đó, em mô tả đường đi rồi con nó đâu theo đó rồi em ấn đâu các điểm vậy. Rồi vị trí của mình là tạng thận, trở lại giải thích y như nãy vậy đó. Bát cương biểu thực hàng trên lý hư nhiệt. Đúng. Người này có sẵn tận âm hư thì có âm hư nội nhiệt trước giờ gọi là lý hư nhiệt. Mà hôm nay người ta nhiễm phải phong hàn thấp ở từ kinh mạch trở ra, từ kinh bàng quang thì tôi gọi là biểu thực hàn. Hay bát cương mình ghi cụ thể hơn là giờ này mấy anh chị, ghi dài cũng được. Thường thì người ta ghi cụ thể thì tách ra từng cái. Biểu lý thì nếu người ta chỉ ghi là biểu chứng mà kèm lý chứng thì người ta ghi là biểu lý kim chứng. Mấy anh chị ha, người ta ghi là biểu lý kim chứng. Hàn có hàn có nhiệt thì người ta ghi là hàn nhiệt thác tạp. Hàng nhiệt thác tạp. Hàng nhiệt như thế. Thác tạp. Hàng nhiệt thác tạp. Còn có hư mà có thực thì người ta ghi là hư trung hiệp thực. Hư trung hiệp thực. Tức là trong hư có thực. Hư trung hiệp thực. Đó, nếu mà anh chị phải tách ra ghi bát cương thì mà anh ghi từng cặp biểu lý hàng nhiệt hư thực thì mà anh chị sẽ ghi như vậy. À, có lẽ là tôi sẽ giải thích cho mấy anh chị nhiều hơn. À, vì cái việc vậy, tôi nói sơ ha. Có nhiều người hồi đó có sinh viên đại học nó biểu lý chứ làm sao có biểu có lý, rồi hư thật thật chứ sao hư thật. À, nói vậy là không được à. Ủa, ai cấm một bệnh nhân nó có sẵn hư chứng hôm nay nó cảm phải thực chứng không hàng ngoại cảm mới ngồi, không những là không cấm mà nó còn dễ bị hơn cái người bình thường nữa đó. À, cho nên những người sinh viên nào mà hỏi vậy là chỉ là lý thuyết chay thùng tí đi làm lâm sàng, mà thấy không có bao giờ những người đó họ còn bệnh và thực chất lâm sàng là như vậy mới vậy. Giờ mà người lớn tuổi tới đâu thằng tội mà tới mấy anh chị mà nói chuyện không có hư chứng này, tôi quên đi. Em cho tay y mình chấp nhận bệnh nền đầy hết, còn đông y mình nói vậy không. Thì cái cách mà được ghi như vậy đã được trong sách vở đề cập từ rất lâu rồi, tôi chỉ với mấy anh chị cái cách ghi thôi. À, chứ còn đừng có nói là hàng nhiệt là nhiệt, còn hư là hư, thật là thật, không có chuyện đó đâu nha. Rồi, bệnh danh của mình là mấy anh chị sẽ ghi được nguyên nhân gây bệnh và vị trí tổn thương, mấy anh chị thấy không. Nguyên nhân gây bệnh của mình là phong hàn thấp. Vị trí tổn thương của mình sẽ là kinh cân bàng quang. Như mấy anh chị ghi kinh bàng quang luôn đi, hồi nãy tôi nói rồi, kinh bàng quang. Và một cái vị trí tổn thương nữa mà đã có sẵn, đó là thận âm hư. Vậy thì đó, đây mới gọi là chẩn đoán bệnh danh. Cái phần biện luận y học cổ truyền này mấy anh chị, thật ra mấy anh chị biện luận cái chẩn đoán này mấy anh chị ghi cái chữ gì thì mấy anh chị biện luận đó. Và đó là ví dụ bệnh nhân này đó, nó đi kèm tê qua thăm khám rồi các mình quan văn thọ, bệnh nhân do lớn tuổi khi xíu chi thận âm hư gì đó này, nó nhiễm phải phong hàn thấp tại kinh bàng quang, biểu hiện là vậy, nguyên nhân thận âm hư là vậy. Nếu mà ở trên này mấy chị giải thích hết rõ ràng, ví dụ mấy anh chị nói chứng này, mấy chị giải thích ra sao tôi gọi chứng này ngoại nhân phong hàn thấp, sao tôi gọi là phong hàn thấp, bất ngờ ngoại nhân thận âm hư, tôi giải thích rõ ràng ra. Này là phong đâu, hàng đâu, thấp đâu, dưới này là thận đâu, âm hư đâu, giải thích hết. Rồi tới vị trí tổn thương là kinh bàng quang với tạng thận, giải thích hết luôn. Rồi bát cương biểu thực hàng lý hư nhiệt thì đó, giải thích hết luôn. Rồi xuống dưới bệnh danh này mấy anh chị cũng giải thích luôn, cái bệnh danh này giải thích nó ra luôn. Vậy thì biện luận mấy anh chị chỉ có mất mấy dòng thôi, tức là mấy anh chị tóm lại những cái giải thích ở trên á, do bệnh nhân khi tuổi cao sức yếu có sẵn, có vì mở mặt có sẵn thận âm hư, được chưa? Rồi lại đi ra dưới trời mưa,
rồi cho nên nhiễm khỏi phân hàng thấp, rồi và biểu hiện trên cái phân là dài hàng thấp dài đã giải thích ở phần trên, cho nên chẩn đoán là như vậy. Đó. Chứ không cần bây giờ lại nhắc lại nguyên nhân thận âm hư khoảng 7 năm về trước tóc bạc nên độn không, không cần giải thích nữa. Mình gặp những cái phần lý luận trên tới đây, nãy mình giải thích hết rồi, mình nói như đã giải thích ở trên, giờ mình nói có một vài dòng thôi, biện luận học cổ truyền nói dòng dòng ha, không giải thích lại những thứ này nữa, giải thích như thế này được nè anh chị, không sao cả phần biện luận này, nhưng mà đọc nó có vẻ nó không có hệ thống. Ở trên giải thích sẵn hết rồi, xuống dưới đây chỉ quyền biện luận là gộp nó lại thành một cái mà tại sao tôi chẳng đoán vậy, tôi giải thích là tôi chẳng đoán vậy, đã có giải thích ở phần trên còn tính trên, cho nên cuối cùng tôi chẳng đoán vậy. Phần điều trị thì mình người ta sẽ chấm điểm anh chị là pháp trị là cao nhất đó anh chị. Như mình đã ghi là có nhiễm phân hàng thấp thì khu phân tán hàng trừ thấp, rồi phân hàng thấp ứ trệ kinh bàng quang mà, cho nên tôi hành khí hoặc huyết đỡ khỏi bất kỳ ứ trệ đó đi, rồi thận âm hư thì tôi tư bổ thận âm. Một bài thuốc mà cổ điển đã có, không cần mình đối chứng lập phương hay làm gì cả, nó có sẵn cái pháp trị giống như vậy, đó là bài độc hoạt tan ký sinh, vậy thì mình dùng hẳn nó luôn ha. Bài này anh chị đã học ở trong bệnh học này, anh chị chỉ việc về coi lại rồi chăm cứu. Mấy anh chị chưa học châm cứu luôn không? Từ hồi học với tôi thì chưa học mà. Vậy thôi mấy anh chị dừng ở đây. Mai mốt trình bệnh án, tôi sẽ cố gắng đi sâu cho mấy anh chị từng bệnh và chúng ta có khi có mất cả ngày để trình một cái bệnh án, và chúng ta có 3 ngày để trong quá trình đó chúng ta sẽ mất thêm 1 tiết để kiểm tra 1 tiết, rồi một bữa nữa mất thêm 15 phút để kiểm tra 15 phút, và sau hết 3 ngày đó chúng ta sẽ có điểm cho bồn bồn. Cũng rất là ok cho mấy anh chị ha. Bây giờ tôi đọc câu hỏi cho mấy anh chị ôm, để mà ôm trước, để mai mốt mà kiểm tra 15 phút. Mấy vị cũng không cần phải nặng nề mấy cái phần này lắm.